Xin mời và chào mọi người đã trở lại với kênh này không? Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi mà chắc là chơi Samurai đi. Thì con này tàng hình. Không những tàng hình, không phải là tàng hình nhưng mà nó làm cho đối thủ khó hay đó đó. Bao giờ? Cái nhà đối thủ không thể nào chạm tấn công được được mình, nó cũng là một phần tàng hình đấy, nhưng mà nó khiến nhà đối thủ không thể nào chạm mình. Bạn làm gì thế? Bốn thứ nó bao vây mẹ nó, tao vậy cũng thấy skill đó. Sáu mạng con chuỗi kêu sáu mạng liên tiếp bà con mày. Sẽ bị gìn nha mẹ mày. Nhục người Việt Nam ơi. Mày tính phá khiên tao trong khi tao đang có trong khả năng miễn nhiễm. Bì TV này. Ủa, ông làm ra game này cũng là người Việt Nam sao trời? Ôi, spa ra cái chết luôn. Gì vậy? Bạn tính làm gì nữa? Bạn tính làm gì tôi? Đội mày đâu rồi? Kiếm tôi dài quá. Dài nhất đúng không? Ừ, dài nhất luôn. Mấy đứa kỳ 100 điểm. Một ngày 281 điểm, dài nhất luôn. 19 mạng. Dài nhất rồi còn ăn mạng nhiều nhất nữa. Ok, video này kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nha.